ổ nhóm chuyên thuê xe ôm công nghệ đi ship ma túy. Từ việc bắt quả tang nam xe ôm công nghệ đi shipper giao gói hàng bên trong chứa ma túy tổng hợp cho khách tại một tòa trung cư thuộc phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng triệt phá ổ nhóm tổ chức mua bán ma túy tinh vi do đối tượng Phạm Xuân Huynh cầm đầu. Ngày 20 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Duy, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Phạm Xuân Huynh, sinh năm 1998, trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Đinh Thị Ngọc, sinh năm 1999, trú tại xã Mường Thải, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tối ngày 4 tháng 1, qua công tác tuần tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nam thanh niên đang đứng trước sảnh một tòa trung cư ở phường Phú Diễn. Bắc Từ Liêm có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ của người này một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, xác định là ma túy tổng hợp các loại, tổng trọng lượng 2,56 gram. Danh tính nam thanh niên là N. M. C. Nam thanh niên này khai là xe ôm công nghệ nhận đơn vận chuyển hàng qua áp và chuyển cho khách, không biết trong gói hàng của khách gửi có chứa gì. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong các tăng vật nêu trên. Đấu tranh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đưa N, M, C đến địa điểm nhận gói hàng nói trên. Từ đó, xác định người đưa túi đồ có chứa ma túy cho anh C để giao cho khách chính là Phạm Xuân Huynh. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Xuân Huynh, tiếp tục phát hiện thu giữ hơn 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan. Tại thời điểm kiểm tra nơi ở của Huynh, phát hiện có Trần Tiến Duy. Duy đã tự nguyện giao nộp một túi ni bên trong có chứa 806,54 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Huynh và Trần Tiến Duy khai nhận tham gia bán ma túy cùng nhau. Khi nhận tin nhắn đặt mua hàng qua ứng dụng Zalo với nội dung đóng gói một rượu và ba bia, ám chỉ một chỉ ma túy ketamin và ba viên thuốc lắc, giao đến khu chung cư trên. Huynh về nơi cất giấu hàng lấy ma túy, dồn vào túi ni lông màu trắng và cất giấu dưới đáy hộp nhựa hình trụ tròn màu trắng chứa mỹ phẩm để ngụy trang. Sau đó, huynh cho hộp mỹ phẩm vào bên trong hộp giấy, bên ngoài ghi chữ kem mền trắng ra toàn thân rồi đựng vào túi ni lông rồi đặt áp xe ôm công nghệ để giao cho khách. N. V. C đã nhận đơn hàng và đi giao cho khách thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Đinh Thị Ngọc là bạn gái của Phạm Xuân Huynh cũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngọc đã bán ma túy ketamin và một viên ma túy thuốc lắc cho một người đồng hương. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.